là không khí trên các đường phố ở khắp các tỉnh thành sau trận đấu của tuyển Việt Nam đêm hôm qua. Có thể nói, dù chỉ là một kết quả hòa, nhưng hôm qua là một đêm không ngủ của người hâm mộ cả nước. Trước đó, tình hình tương tự cũng diễn ra khi trận bán kết lượt về giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình kết thúc. Người người, nhà nhà đổ ra đường trong sự phấn khích của niềm vui chiến thắng. Cũng vì vui quá mức mà nhiều bạn trẻ đã không làm chủ được bản thân. Chỉ trong một buổi tối sau trận bóng này, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn, hàng chục người chết. Cú vượt đèn đỏ và tông xe kinh hoàng khiến hai người tử vong tại chỗ này là một ví dụ điển hình. Một buổi tối, chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, 80 trường hợp bị lợi dụng ăn mừng để gây rối, vi phạm pháp luật đã bị xử lý, 56 xe máy các loại bị tạm giữ. Tại tỉnh Vĩnh Long, cũng sau trận tuyển Việt Nam thắng Philippines, gần 50 trường hợp bị xử lý, tạm giữ 27 xe mô tô rú ga liên tục trong đô thị. Điều khiển xe gian hàng ngang sử dụng rượu bia có nồng độ cồn vượt mức cho phép khi tham gia giao thông, hay đổi đặc tính kết cấu của xe. Đây cũng là tình hình chung ở các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng. Thì cũng có một số thanh niên thì phấn khích quá mức, điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định pháp luật dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả rất là nghiêm trọng. Tắc đường, tai nạn, rải rác, thậm chí là những hành động phản cảm của những cổ động viên quá khích, đi bão nhưng phải đẹp bô, phải ăn mặc hở hang, phải hóa trang kỳ dị, phải tụ tập đốt pháo, hét hò là những hình ảnh mà nhiều người ngao ngán mỗi lần nhắc tới việc đi bão của các bạn trẻ sau mỗi trận đấu thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Không chỉ xảy ra các vụ tai nạn giao thông mà nhiều việc xô xát cũng xảy ra giữa các cổ động viên trong quá trình ăn mừng chiến thắng. Tất cả mọi người đều phấn khởi nhưng không quá khích. Khuyến cáo các cô bác cũng như anh chị, đặc biệt là các bạn thanh niên, thanh thiếu niên, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, động viên đội tuyển Việt Nam thi đấu, đi diễu hành cũng như là cổ vũ trên các đường phố cũng như là nơi công cộng, nên có một cái cổ vũ có văn hóa về thể thao. Và đây chúng tôi xin gửi một thông điệp đến tất cả người dân là chúng ta có thể vui mừng, nhưng mà chúng ta không nên là thứ nhất là có những cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phóng xe lạng lách đánh võng, thế rồi phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí là cũng có những cái khích bác rồi thách thức lẫn nhau thì nó dẫn đến cái việc mà không kiểm soát được. Xuống đường ăn mừng cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng, đó là biểu hiện của sự đoàn kết, quan tâm và tình yêu thể thao nói chung, mà đặc biệt là tình yêu bóng đá của người hâm mộ nói riêng. Đã nhiều lần, những hình ảnh đẹp đẽ khi sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời trên các con đường của đất nước sau các trận bóng khiến bạn bè quốc tế phải ngưỡng mộ. Song cái gì quá cũng không tốt. Không ít những hành động phấn khích, quá đà lại mang tới những biến tướng xấu xí. Cách xuống đường như thế nào là đẹp, là văn minh và thật sự trở thành một đêm hội bóng đá trọn niềm vui của cả nước mới là điều quan trọng. Không nên vì những phút giây vui bốc đồng, quá đà để rồi lỡ tiếp ân hận suốt đời khi những hình ảnh tai hại như thế này. Tiêu điểm nóng, chưa xem tin nóng, chưa bàn điểm nóng. Tiêu điểm nóng phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, vậy là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Mặc dù bị đối thủ Malaysia gỡ hòa khi các tuyển thủ của chúng ta đã ghi trước 2 bàn, thế nhưng kết quả này cùng lối chơi thuyết phục của toàn đội vẫn làm người hâm mộ trên cả nước phấn khích. Hòa chung với không khí trên cả nước vào tối qua, ngay sau khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thì từ khắp các ngã đường, người hâm mộ bóng đá Cần Thơ đã đi xe máy, mang theo cờ, trống, kèn, phèn la, băng rôn v.v. hô vang khẩu hiệu Việt Nam chiến thắng và diễu hành trên các tuyến đường chính như 3 tháng 2, Mậu Thân, 30 tháng 4 và Nguyễn Trãi. Để đảm bảo cho người dân ăn mừng chiến thắng an toàn, trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố Cần Thơ đã túc trực sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông, đặc biệt là tại khu vực trung tâm và các tuyến đường trọng yếu. Hiện Cần Thơ không có ghi nhận tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc tình trạng đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự. Theo ghi nhận, đây cũng là không khí chung tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng.
Mặc dù đã dự đoán được tình hình giao thông sẽ phức tạp sau các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và dồn toàn lực lượng để điều tiết giao thông, thế nhưng trong buổi tối ngày hôm qua và trước đó tại nhiều địa phương vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến những cái chết thương tâm. Tương tự là một vụ tai nạn vừa xảy ra vào rạng sáng lúc 2 giờ tại khu công nghiệp Việt Hương Thuận An Bình Dương. Thời điểm này thì hai cô gái trẻ chở nhau về sau chuyến đi bão mừng trận đấu của tuyển Việt Nam. Vì phóng nhanh, vượt ẩu và mất lái nên tai nạn thảm khốc đã xảy ra khiến một người tử vong tại chỗ, một người nguy kịch. Và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh hiện trường mà phóng viên chúng tôi đã kịp thời ghi nhận. Theo một số người chứng kiến cho hay, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 12, xe container mang biển kiểm soát 61C28630 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với cổng khu công nghiệp Việt Hương thì tài xế cho xe ôm cua rẽ phải. Đúng lúc này, xe máy mang biển kiểm soát 47F1-46471 do hai cô gái chở nhau chạy phía sau đã lao lên trước đầu xe container. Vì chạy xe với tốc độ quá nhanh khiến xe máy mất lái ngã ra đường, trượt dài về phía trước và lao lên vỉa hè. Cú ngã ở tốc độ cao và va chạm mạnh khiến chị Vũ Thị Xuân, 23 tuổi, quê Đắk Lắk, tử vong tại chỗ. Cô gái đi cùng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trà hay chè là một trong những loại nông sản chủ lực của nước ta được trồng ở nhiều vùng miền trên cả nước và mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao. Vì không chỉ xuất khẩu mà còn là thức uống không thể thiếu trong mỗi gia đình. Và chính vì mang lại lợi nhuận cao nhưng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại không có vùng trồng loại cây này nên nhiều cơ sở đã nhập về sau đó tẩm ướp hương liệu, hóa chất để tạo mùi hương và trữ hàng dài ngày. Điển hình là vào chiều qua ngày 11 tháng 12, Công an thành phố Vĩnh Long đã bắt quả tang một cơ sở đang sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc tẩm ướp một khối lượng lớn trà chuẩn bị tung ra thị trường. Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất trà Ngọc Phát tại phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long do bà Hồ Ngọc Mỹ, 50 tuổi, ngụ địa chỉ trên làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 thùng chứa hóa chất loại 25 lít, trong đó 3 thùng đã sử dụng hết, 1 thùng đã sử dụng một phần, 1 thùng còn nguyên, gần 48 kg trà tẩm hóa chất và 45 kg trà nguyên liệu. Bước đầu, bà Mỹ khai nhận số hóa chất trên được mua từ thành phố Hồ Chí Minh với giá 8 triệu 500 ngàn đồng mỗi thùng, tẩm ướp vào trà với tỷ lệ 5 gram hóa chất cho 10 kg trà nguyên liệu để tạo mùi hương. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số trà hóa chất trên và tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng vào chiều qua tại Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mang Thích bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Vào lúc 13h30 phút ngày 11 tháng 12, nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống của ông Trương Văn Vĩnh, 54 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 7 con gà, 1 cân đồng hồ, 12 điện thoại di động và số tiền trên 45 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tang vật và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tiếp tục là một thông tin nữa về tình hình sạt lở vốn đã diễn ra liên tục thời gian qua tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chúng ta. Mặc dù thì mới được đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng gia cố hồ đầu năm 2018, thế nhưng thì kè Trà Đư thuộc xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nay lại tiếp tục sạt lở và gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đoạn sạt lở tái diễn với chiều dài gần 20m, sâu 2-3m khiến cho mái kè và phân nửa mặt đan bị đổ sụp xuống vực sâu. Do nơi đây có nền đất pha cát nên kết cấu nền hạ yếu, cùng với nước lũ vừa rút là nguyên nhân chính xảy ra sạt lở. Quan sát đoạn sạt lở có thể thấy một hàm ếch lớn hơn nửa mét gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Mặc dù địa phương đã nhanh chóng làm rào chắn và cấm biển báo cấm phương tiện lưu thông, nhưng do là tuyến đường kết nối hàng chục hộ dân ra tỉnh lộ DT841 đi qua xã, nên một số bà con vẫn lưu thông. Được biết, công trình kè này vừa được thi công đầu năm 2018 với chiều dài 150m, kinh phí hàng trăm triệu đồng từ nguồn xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kè nhằm bảo vệ đời sống của hàng chục hộ dân cũng như bảo vệ chân cầu Trà Đư nối liền huyện Hồng Ngự với thị xã Hồng Ngự. Tuy nhiên, vừa được đưa vào sử dụng không lâu lại tiếp tục xảy ra sạt lở. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là một thông tin liên quan mật thiết đến môi trường sống của hàng ngàn hộ dân tại Cần Thơ. Theo đó, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đề nghị dần đóng cửa bãi rác tại hai khu xử lý chất thải rắn ở huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn. Nguyên nhân là do một số bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở đây đang bị quá tải, phát tán mùi hôi, nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường.
Được biết phần lớn các lò đốt rác này hiện sử dụng công nghệ lạc hậu, vận hành gây khói bụi và phát tán mùi hôi. Đặc biệt là nhiều khu vực chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đang bị tồn đọng nước rỉ rác, tích trữ nước mưa ngày càng nhiều và có nguy cơ vỡ bờ bao và gây ô nhiễm khu vực gần bãi rác. Đây là một vấn đề khá nhức nhối và trước đó ngày 6 tháng 11 thì Chủ tịch thành phố cũng ban hành công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện đóng cửa các bãi rác này trong tháng 11. Tuy nhiên đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện. Phải đến chiều ngày 10 tháng 12, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mới cho biết đã cho thực hiện theo chỉ đạo và sẽ có thông tin trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, với đặc thù sông nước chằng chịt, hiện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang có hàng trăm nghìn cây cầu lớn nhỏ kết nối những đôi bờ. Mặc dù vậy thì không ít trong số này là cầu tạm, cầu nhỏ mà không có lan can, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn là rất cao. Thực ra người miền Tây chúng ta nổi tiếng với những cây cầu đánh đố những người ở các địa phương khác khi mới đến. Tuy nhiên, khi mà các phương tiện cơ giới được sử dụng ngày một nhiều như hiện nay, thì những tai nạn rớt sông từ cầu không có lan can là rất phổ biến. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho một cháu bé mất tích khi đang đi trên cầu Kênh Tắc thuộc địa bàn ấp Bình An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đáng nói, sau tai nạn cầu vẫn không được gia cố lan can khiến cho người dân lo lắng. Trước đó, em Trần Ánh Tuyết, 7 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trên đường đi học về. Khi đến cầu Kinh Tắc, em xuống xe dẫn bộ, nhưng đến giữa cầu thì xảy ra va chạm với xe mô tô do một người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển từ phía sau tông vào, làm xe đạp rơi xuống sông mất tích. Sau tai nạn, người dân nơi đây tỏ ra vô cùng lo lắng, vì hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại cây cầu này, rất nhiều trong đó là các em học sinh nhỏ tuổi. Trước nỗi lo của bà con, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ tiến hành làm lan can bảo vệ để tránh trường hợp trên. Không biết là Khôi Nguyên đã từng chứng kiến một chú chó mà không hề có lông chưa? Mặc dù là Khôi Nguyên rất yêu chó mèo và cũng thường xuyên tìm hiểu rất nhiều về các loại chó nhưng mà chưa gặp giống nào không có lông cả. Chắc hẳn là nhìn sẽ rất lạ mắt đúng không Kim Thảo? Chính xác là như vậy, tại vì chú chó kỳ lạ này là được một người phụ nữ ngụ tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhặt được trên đường phố và mang về nuôi cách nay hơn một năm. Mặc dù là có cái ngoại hình xấu lạ và cũng thiếu nhiều răng nên là phải ăn cháo mỗi ngày. Thế nhưng là với lòng trung thành và sự thông minh nên là chú chó được chủ nhân vô cùng chiều chuộng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến gặp chú chó đặc biệt này nhé. Chú chó đặc biệt này được đặt tên là Bé Su. Bé Su từ nhỏ đến lớn không hề có lông, rất xấu xí. Được cô Hồng ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhặt được bên đường, đem về nuôi đến nay cũng đã hơn một năm. Bé Su có ngoại hình giống loài chó Solo, có nguồn gốc từ Mexico. Không chỉ không có lông, mà chú chó còn không có cả bộ răng hoàn chỉnh để nhai. Chính đặc điểm oái âm này khiến chú chó chỉ có thể ăn cháo với thịt bằm 4 bữa mỗi ngày. Bé Su được cô chủ rất cưng chiều, may cho nhiều bộ quần áo, dắt đi chơi với nhiều biểu cảm rất hài hước.